Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Nga Mỹ ngỡ ngàng, Trung Quốc sửng sốt khi Việt Nam nâng cấp tàu sân ngầm Vestia có sức mạnh hủy diệt. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tin Tức Mới. Như chúng ta đã biết, vùng biển và ven biển Việt Nam có vị trí rất quan trọng về mặt chiến lược. Chính vì vậy, Việt Nam có lợi thế để trở thành một quốc gia mạnh về biển, là bước đi đầu tiên trong lộ trình trở thành cường quốc biển trong khu vực. Với mục tiêu đó, chúng ta rõ ràng cần một chiến lược thực sự toàn diện, dựa trên 3 trụ cột về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng và hàng hải. Vấn đề về an ninh quốc phòng rõ ràng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Thế nhưng trước tiên cần xác định được Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng những lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta liệu đã đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc hay chưa? Trước khi bàn về danh hiệu cường quốc biển mà chúng ta đang đưa vào lộ trình, thực tế không thể coi thường sức mạnh của Hải quân Việt Nam, vốn được đánh giá là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Với đội 6 tàu ngầm Kilo do Nga cung cấp, quân chủng hải quân có đầy đủ 5 sao biển là không quân, hải quân, tàu ngầm, thủy quân lục chiến đánh bộ, tên lửa chống hạm và tàu mặt nước. Bên cạnh đó, đội tàu ngầm Kilo chúng ta không thể không nhắc tới đội tàu sân ngầm lớp Vestia được sử dụng từ năm 1978 cho tới nay, nhưng vẫn còn giữ nguyên sức mạnh khủng khiếp đáng kinh ngạc của nó. Vậy với chiều dài lịch sử của tàu sân ngầm Vestia, chúng ta hãy cùng với Tin Tức Mới tìm hiểu sâu hơn về lai lịch, sức mạnh và chiến tấn công của Vestia đối với nhiệm vụ giữ gìn biển đảo của Tổ quốc và để giải đáp thắc mắc tại sao biệt đội sân ngầm này lại là thứ vũ khí đáng sợ của lực lượng Hải quân Việt Nam. Và cũng để cho quý khán giả được biết, Vestia đã vượt về giới hạn về độ tuổi để tồn tại, cũng như là cách để chúng ta biến đội tàu cũ kỹ của mình trở nên mạnh mẽ như thế nào nhé. Các bạn thân mến, vào đầu tháng 11 năm 1978, Chính phủ Việt Nam và Liên Xô đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Toàn diện, và ngay sau đó một tháng, tháng 12 năm 1978, các loại tàu như sân ngầm, tên lửa, tàu phóng lôi, tàu quét mìn và tàu đổ bộ và nhiều vũ khí đặc chủng khác đã được nước bạn vận chuyển sang, bàn giao trực tiếp cho các đơn vị Hải quân Việt Nam. Trong các thiết bị quân sự được vận chuyển tới Việt Nam thì có 2 tàu hộ vệ sân ngầm 159 AE được chính lực lượng Hải quân Liên Xô tổ chức huấn luyện, bàn giao cho vùng 3 Hải quân. Và không lâu sau đó, đến ngày 12 tháng 2 năm 1979, lữ đoàn 161 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được thành lập, gồm cho các tàu của Hải đội 173 và 2 tàu hộ vệ sân ngầm 159 AE mới nhận, mang số hiệu HQ-09 và HQ-11. Liên tiếp trong 2 năm, từ năm 1983 đến năm 1985, phía Liên Xô hoàn thành gói viện trợ cho Việt Nam thêm 3 tàu hộ vệ sân ngầm 159A và vùng 3 Hải quân đưa vào huấn luyện, hoàn tất mới bàn giao cho lữ đoàn 171 quản lý, sử dụng gồm có tàu HQ-13, HQ-15 bàn giao vào ngày 9 tháng 1 năm 1984, HQ-17 bàn giao vào ngày 9 tháng 1 năm 1985. Cuối năm 1986, phía Trung Quốc tăng cường trinh sát thăm dò ở Trường Sa. Giữa năm 1987, Tư lệnh Hải quân điều chuyển nguyên căn cả 2 tàu hộ vệ sân ngầm HQ-09 và HQ-11 của lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân từ thành phố Đà Nẵng và lữ đoàn 171 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Nói thêm về tính năng chiến đấu của tàu hộ vệ sân ngầm Vestia, tàu có cơ cấu cùng với 3 trục chân vịt, 2 trục sử dụng động cơ tua bin khí và 1 trục dùng động cơ diesel để tiết kiệm nhiên liệu. Khi tuần tra trên biển, cơ cấu này cho phép tàu đạt tốc độ tối đa là 32 hải lý trên 1 giờ, đồng thời hoạt động trên biển liên tục trong 10 ngày. Về vũ khí mặt nước, tàu có 2 pháo AK-726 2 nòng 76,2mm ở mũi tàu và đuôi tàu. Hệ thống điều khiển hỏa lực phút có tốc độ bắn là 45 phát trên 1 phút, tầm bắn tối đa là 18,3 km. Pháo còn có khả năng tiêu diệt mục tiêu đường không với tốc độ là 350 đến 650 m/s ở độ cao từ 500 cho đến 6.000 m.
về trang bị tác chiến tàu ngầm Vestia có dàn thả bom chìm BB-1, các dàn phóng rocket chống ngầm RBU-2500 và RBU-6000 với hệ thống điều khiển Buria và hệ thống ngư lôi tàu Vestia-2 được trang bị hai dàn phóng PTA-40159, mỗi dàn 5 ống phóng dùng ngư lôi xếp 40 UE 400mm. Tàu Vestia-3 lại có một dàn phóng PTA-5357bis với 3 ống phóng ngư lôi xếp 53m. Trong quá trình hoạt động ở Liên Xô thì hai chiếc SKR-96 và SKR-130, tức là HQ-11 và HQ-15 đã bị hư hỏng phần mũ chụp. Hệ thống định vị thủy âm nằm ở vị trí dưới thân tàu, mất hệ thống tìm kiếm tàu ngầm, lại không có trang bị thay thế cho do các nhà máy Liên Xô đã dừng sản xuất phụ tùng cho hai loại này. Hai con tàu đã phải gỡ bỏ vũ khí chống ngầm, bổ trợ thêm các ụ pháo 37mm, nòng kép V-11M và pháo 25mm. Đến giai đoạn từ năm 1990 đến năm 1995, con tàu này hoàn toàn mất khả năng săn ngầm chủ yếu của mình, phải gỡ bỏ các dàn phóng bom chìm hay là ngư lôi để hoán cải thành tàu pháo phòng không. Như vậy thì Hải quân Việt Nam thực tế chỉ còn 3 trên 5 chiếc có khả năng chống ngầm. Trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng Hải quân Việt Nam thì một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là phải phục hồi và tăng cường sức chiến đấu cho các tàu hộ vệ Vestia. Và thật đáng ngạc nhiên là thay vì đặt hàng đối tác nước ngoài giúp sức, Việt Nam đang tự lực hoàn toàn việc nâng cấp hiện đại hóa các tàu săn ngầm này, phục hồi được khoảng 80% năng lực chống tàu ngầm của tàu Vestia. Chi tiết hạng mục nâng cấp thực tế không được công bố rõ, tuy nhiên một số hình ảnh trong phóng sự việc Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân được kênh Quốc phòng Việt Nam thực hiện đã cho thấy được sự thay đổi rõ nét về mặt trang bị trên các tàu săn ngầm Vestia. Cụ thể là sự xuất hiện của những màn hình hiển thị radar hiện đại trên tàu hộ vệ săn ngầm 159 Vestia. Rõ ràng thì kiểu màn hình màu hiện đại, sóng radar trực quan sinh động hơn hẳn so với công nghệ hiện đại, hiển thị sóng radar thế hệ cũ. Điều đó chứng tỏ rằng các tàu săn ngầm 159 AE đã nhận một loạt radar mới và được quân chủng hải quân tự tích hợp. Đồng thời, một số tính năng chiến đấu cũng được cập nhật, hiện đại hóa như thiết bị thu sóng thủy âm, cải tiến radar. Đặc biệt, do pháo phòng không không có đủ sức mạnh để bảo vệ tàu trước các mối đe dọa từ trên không. Cho nên là HQ-11 đã được nâng cấp, mang được cả tên lửa phòng không nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Hệ thống tên lửa này cơ bản gồm một giá phóng lắp các ống phóng tên lửa phòng không bắc vai, sử dụng đầu dò hồng ngoại riêng biệt. Thế nên chúng không phụ thuộc vào radar của tàu chiến mà độc lập tác chiến, tự động phát hiện mục tiêu và tiêu diệt. Loại tên lửa bắc vai có thể được lắp trên giá phòng gồm có 9K32 Chess La 2 hoặc là IGLA. Hiện tại thì Việt Nam đã có thể tự sản xuất cả hai loại tên lửa phòng không bắc vai này. IGLA hay còn có tên là 9K38 IGLA là tổ hợp tên lửa bắc vai phòng không tầm thấp, được NATO định danh là SA-18, được phát triển từ đầu những năm 1980 bởi Cục Thiết kế KBM Liên Xô, chính thức được trang bị trong lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1982. Và tính đến thời điểm hiện tại, nó đã được xuất khẩu tới khoảng 20-30 quốc gia trên thế giới, đạt được hiệu quả cao trong nhiều cuộc xung đột vũ trang. Khi chiến đấu thì tổ hợp tên lửa IGLA có trọng lượng khoảng 17,9 kg, trong đó phần đạn tên lửa nặng 10,8 kg, trang bị đầu dò hồng ngoại, nâng cao khả năng đối phó với các biện pháp gây nhiễu của máy bay chiến đấu kẻ thù. Đặc biệt nhấn mạnh đầu dò cũng là giúp khả năng đánh chặn mục tiêu ở bán cầu trước. Đạn tên lửa tổ hợp IGLA hạ được mục tiêu ở cự ly tối đa là 5,2 km, độ cao từ 3,5 đến 4 km. Bên cạnh đó, thực tế giữa năm 2016, Việt Nam đã hợp tác với Ấn Độ để thay mới hệ thống sonar nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến chống ngầm cho lớp chiến hạm không còn mới này. Trong bối cảnh hải quân ta đang rất thiếu vũ khí chống ngầm, thì việc phục hồi lại hoạt động cho các hệ thống chống ngầm của tàu hộ vệ Vestia là một phương án hợp lý, cả về biên chế chiến đấu và về mặt kinh tế. Đây là một bước tiến quan trọng trong điều kiện vũ khí chống ngầm của ta còn thiếu, và hải quân ta cũng đang rất cần những tàu lớn trên 1.000 tấn. Các bạn khán giả thân mến, khi nghe những thông tin về sự thay đổi này, các bạn có thấy là chúng tăng uy lực lên rất nhiều không ạ? Chia sẻ quan điểm bằng cách là comment ngay ở phía dưới video này nhé.
có những ý kiến cho rằng là Việt Nam nên cải tiến theo hướng triển khai tên lửa chống hạm trên tàu Vestia, và họ cho rằng nếu như được trang bị thêm tên lửa chống hạm Uran-E thì các tàu hộ vệ sân ngầm Vestia của Hải quân Việt Nam sẽ lột xác với sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên thì thực tế đấy là một vấn đề khó có thể thành hiện thực, vì điều đó có nghĩa là phải triển khai lại toàn bộ các hệ thống điều khiển hỏa lực cùng với các bệ phóng tên lửa. Điều này thì nhất là rất mất thời gian, thứ hai là chi phí rất là tốn kém, và cuối cùng điều này có thể dẫn đến việc phải thay đổi cấu trúc con tàu. Bên cạnh đó, vì pháo AK-726 có kích thước cồng kềnh, tốc độ bắn lại thấp và độ chính xác không cao, cho nên việc thay thế chúng bằng các hệ thống pháo AK-176 hay là pháo phòng không cao tốc AK-630 là một biện pháp khả thi hơn, giúp tăng khả năng tự bảo vệ của tàu trước tên lửa chống tàu của đối phương và cũng không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên lại phải xem xét về hiệu quả kinh tế, vậy nên thực tế phải khẳng định rằng gói nâng cấp này không phù hợp với một chiếc chiến hạm đã có đến hơn 50 năm tuổi đời. Và đến thời điểm hiện tại thì các tàu Vestia vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đội hình tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam, với nhiệm vụ tác chiến săn ngầm trong biên đội tàu. Cơ cấu về biên đội tàu chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện tại có 4 khinh hạm Gepard 3.9 và 6 tàu ngầm lớp Kilo. Tùy theo từng nhiệm vụ khác nhau mà cơ cấu biên đội tàu sẽ có sự thay đổi nhất định. Chẳng hạn như khi tác chiến diệt hạm, đi cùng với Gepard sẽ là tàu tên lửa cao tốc Prorex 1241.8 hay là 1241RE cùng với một vài tàu pháo TT-400TP. Còn khi tác chiến chống ngầm thì sát cánh bên cạnh Gepard chắc chắn sẽ là các tàu hộ vệ Vestia với hệ thống vũ khí săn ngầm mạnh mẽ như giàn phóng rocket, bom chìm chống ngầm. Bên cạnh đó thì lực lượng tàu ngầm có thể được bố trí tại các vị trí thuận lợi ven bờ hoặc là xung quanh các đảo lớn cho thời cơ. Vestia có ngư lôi xét là 53m, khối lượng 1,5 tấn, có thể tấn công mục tiêu tàu ngầm ở độ sâu đến 200m, tầm bắn lên đến 14km. Khinh hạm Gepard sẽ mang theo các trực thăng KA-28, bổ sung thêm sức mạnh trong nhiệm vụ trinh sát và phát hiện tàu ngầm từ xa. Đây chắc chắn là một đội hình tương đối mạnh, đồng đều trong cả 3 mặt tác chiến từ đối hải, đối không và đối ngầm. Đội hình này hợp sức tác chiến với tên lửa bờ biển như máy bay chiến đấu Su-27, Su-22 và Su-30 MK2 của không quân. Với nhiệm vụ phòng không diệt hạm, máy bay M-28 chống ngầm sẽ rất mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu cho quá trình bảo vệ vùng biển và vùng trời Việt Nam. Trong đội hình đó, tàu hộ vệ sân ngầm Vestia giữ một vị trí quan trọng, là vũ khí chủ lực tác chiến chống ngầm cho biên đội tàu. Điều này càng khẳng định việc không tiến hành lắp đặt tên lửa chống hạm lên tàu Vestia là hoàn toàn hợp lý. Việc có thêm một tàu sân ngầm được hoán cải thành tàu tên lửa thực tế là không có nhiều ý nghĩa, vì xét cho cùng đó cũng chỉ là biện pháp tình thế mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp của Tin Mới 24 giờ.